Xin chào các bạn, tôi Lương Trailer đã rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu từ đường đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì ngoài việc là thiết kế và thi công từ đường bằng bê tông giả gỗ thì chúng tôi làm rất là nhiều rồi. Thì bên cạnh đó thế mạnh của chúng tôi nữa là làm từ đường bằng chất liệu gỗ, đặc biệt là bằng gỗ lim lam phi hoặc là gỗ gõ đỏ. Thì hôm nay chúng ta muốn giới thiệu với quý vị một công trình từ đường ba gian bằng gỗ lim lam phi tại đâu anh Hóa? Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh anh ạ. Thì các bạn thể thấy điều đặc biệt của công trình này đó là gì ạ? Nằm ở trên tầng 2. Tầng 2 cùng với khuôn viên của gia đình. Và công trình này thì là thờ gia tiên, đúng không anh Hóa? Thờ gia tiên thôi. Đó. Thì các bạn có thể thấy là chúng tôi thiết kế một khoảng sân rộng. Mặc dù trên tầng 2 nhưng mà vẫn có một khoảng sân rộng ở phía trước các bạn nhìn thấy ở đây. Đó, toàn bộ lan can nhìn ra phía đằng trước của cổng thì được thiết kế bằng gì ạ? Bằng đá, đúng không anh Hóa? Dạ vâng, thì xin phép góp ý với anh Lương là thế thì mọi người đang thắc mắc là thiết trên tầng 2 có bao nhiêu mét vuông là vừa đủ. Đúng. Thì anh chia sẻ kích thước công trình này đi. Tổng quan đi. Đây thì công trình này nằm phía bên hông cái căn nhà 2 tầng này. Rồi. Và toàn bộ diện tích trên đây chúng ta chỉ có gần 100 mét vuông thôi. 8 mét chiều rộng và 12 mét chiều sâu tính cả sân này rồi đấy. Đó, nó sẽ rơi khoảng gần 100 mét vuông. Đúng rồi ạ. Đó. Thì nếu ai có mảnh đất trên 100 mét vuông ở trên tầng 2 này làm được rồi. Tại vì sao lại tách bạch ra như này? Tại vì chú ấy có cái diện tích chiều ngang khá là lớn, đúng không anh Hóa? Dạ, vâng. Thì nếu mà chúng ta làm tách bạch như thế này thì đẹp hơn. Còn nếu không có đất thì chúng ta với gì ạ? Làm một cái phòng thờ hoặc là đẩy lên trên cùng của công trình, đúng không? Dạ, công trình nhà ở. Nhưng mà ở đây thì tách bạch ra thì vẫn đẹp và có ý nghĩa về mặt tâm linh hơn. Và đặc biệt là đưa lên trên tầng 2 như thế này. Và anh Hóa thể chia sẻ về cái phần sân này. Sân này khá đặc biệt, đúng không? Không chọn những cái vật liệu như bình thường. Đúng rồi. Chú chọn những cái viên ngói lót chữ thọ. Rất là đẹp, toàn bộ bằng tràng. Gạch bát tràng. Đúng rồi, dạ, gạch bát tràng. Kích thước là 20x20 đấy. 20x20. Đó, rất là đặc biệt. Chú không chọn các cái sản phẩm như là gạch hoặc là đá bởi đúng vì rồi. Chú muốn làm tôn lên cái vẻ đẹp của cái hàng rào đá phía trước này và cái phần đá bậc của cái công trình từ đường này. Và có cái led cổ truyền của công trình, đúng không? Dạ vâng. Và ở đây thì chúng ta thiết kế là 3 bậc là tam cấp và toàn bộ được ốp bằng đá xanh nhưng mà có cái một màu xanh lục như thế này các bạn nhé. Dạ vâng. Đó. Và phần hiên thì bạn để thấy là cũng rất là cách điệu, không ốp hết màu xanh, đúng không anh Hóa? Đúng rồi ạ. Mà đây là có những cái đường chỉ màu vàng này, đan sen. Thế anh Hóa biết tại sao lại làm theo kiểu này không? Ở đây thì chú muốn là vừa phong cách hiện đại và vừa phong cách cổ một chút. Phía ngoài là có cổ rồi, phía bên trong là cứng. Đấy, rất là hay. Thứ hai nữa là cái khổ đá của chúng ta nếu mà làm hết như này thì nó hơi bị trơ, đúng không? Dạ. Đó, tại vì sao ạ? Tại vì ở đây thì đang theo các hai bậc này lên thì phần bên trên này chúng ta phải ốp với cái khổ đá tương tự như vậy. Dạ, vâng. Thì chúng ta làm một cái đường chỉ này vừa là điểm nhấn và vừa là ngăn cách với gì ạ? Cái khổ đá ở phía bên trong. Đấy, và chúng tôi ốp theo cái chiều dọc như này các bạn nhé. Đó. Còn về phần chân cột anh Hóa để giới thiệu đi. Đấy, rất là đặc biệt, đúng không? Thì cũng không dùng đá xanh thanh hóa như bình thường. Đúng rồi. Ở đây là sử dụng một cái màu đá là xanh ngọc anh ạ. Xanh ngọc. Dạ vâng. Nhìn đấy, nó sẽ cổ khác biệt. Và nó sang hơn rất là nhiều. Như là thạch anh ấy. Còn kích thước của công trình thì anh Hóa giới thiệu từng gian đi để mọi người tham khảo. Với cái chiều rộng 8m thì gian giữa được thiết kế với cái diện tích là 3m25. Vâng. Tim đến tim. Còn hai bên xung quanh là 2m4. 2m4. Dạ. Và hiên thì là bao nhiêu anh Hóa? Hiên ở đây thì chúng ta có khoảng cách là 1m2 thì tim đến tim này. 1m2. Dạ vâng, 3 bậc này thì nó sẽ nhỏ hơn và công trình này đặc biệt hơn là mọi người không nhìn thấy cái cột đèn của nó đâu. Đúng rồi. Dạ vâng, công trình gia tiên ở đây là được bỏ cái phần cột đèn. Bỏ phần cột đèn tại vì trên tầng 2 thì nếu mà sân rộng hơn thì chúng ta làm cột đèn hoặc tùy sở thích của mỗi gia chủ, đúng không? Nếu như anh Lương mà không giới thiệu ấy thì mọi người nhìn thì không thể phân biệt được những cái công trình mà chúng ta làm bằng gỗ hoặc bê tông giả gỗ đâu. Đúng rồi. Chỉ qua màn ảnh nhưng mà nhìn thực tế này các bạn mới thấy được cái độ đẹp của nó. Đây là toàn bộ bằng gỗ lim lam phi, là một cái cây gỗ nguyên khối các bạn nhé. Nguyên khối nhé.
Đó. Cũng theo hình thức cột đồng đồng anh ạ. Đấy, các bạn để tham khảo thêm ở cái phía đằng trước. Phía đằng trước này ấy, thì chúng tôi làm thêm một cái hệ mái, nhưng mà hệ mái này hoàn toàn chúng ta có thể kéo ra kéo vào. Đó, để che nắng che mưa. Và hai nữa, các bạn nhìn thấy là sát phần này chúng tôi làm một cái máng thu nước, đúng không? Dạ vâng. Đấy, để tránh trường hợp mà đổ trực tiếp xuống sân. Đó. Còn các bạn có thể quan sát thêm các cái chi tiết trang trí ở phần kẻ hiên này. Dạ. Đó. Công trình này có một điều khác biệt mà không cần mọi người phải đợi đến cuối video mọi người mới biết được. Thì xin chia sẻ, nó là tiền kẻ hậu bảy nhá. Rồi. Đấy, nó là rất là dài. Tí nữa mọi người sẽ hiểu tiền kẻ hậu bảy là gì. Dạ. Thì trước tiên tôi xin phép giới thiệu ở cái phần phần mái hiên này các bạn có thể tham khảo. Ở hai bên thì chúng ta làm chi tiết về trồng giường, đúng không? Dạ. Đục rất là kênh bong nổi và toàn bộ được những nghệ nhân của chúng tôi đục bằng tay. Còn đây là cái phần phần chi tiết là ở giữa này ở là giữa thì chúng ta sẽ làm một cái kẻ hiên như thế này thôi, chứ chúng ta không làm chi tiết trồng giường để có cái độ thoáng và cao hơn. Cũng được đục rất là tinh xảo. Đó. Đây anh nhìn cái đường cong của nó này. Đó. Đấy, theo một cái tỷ lệ nhất định theo hình khối của nó đấy. Đặc biệt ở cái phần bên dưới này chúng tôi cũng có những hoa văn nữa. Dạ, đây các bạn có thể nhìn thấy bên dưới phần kẻ hiên, okay. Mặt dưới. Đó. Kể cả phần bên hông cũng đều có những cái hoa văn rất là tinh xảo. Thì chủ yếu là những cây cúc, cây mai và cây trúc anh ạ. Thì nó thể hiện những cái câu chuyện ở trên những cái. Và một cái khác biệt nữa các bạn có thể để ý là cái gì ạ? Ở cái phần mặt cửa phía bên trên ấy, thì như các nhà khác thì chúng tôi kết hợp ô đặc và ô song. Nhưng mà đối với công trình này thì chúng ta chỉ làm đặc và khắc hoa văn thôi, đúng không? Những cái bức tranh. Các bạn có thể tham khảo. Kín hết hoàn toàn mọi người nhé. Rồi, còn phần cửa thì cũng khá là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy cửa là mở quay nhưng mà ở cái phần gian giữa là chúng ta sẽ rộng hơn. Dạ vâng. Tức là hai cánh sẽ chập vào ở phần giữa để lấy cái đuôi lối đi ở giữa rộng hơn, đúng không? Dạ vâng. So với lối đi ở hai bên. Và cửa thì được đục hai mặt các bạn nhé, mặt bên trong và mặt bên ngoài. Đây, tôi đóng vào nó như thế này. Đó, tùng cúc trúc mai và một số hoa văn họa tiết cho những nhà thờ cổ. Các bạn có thể thấy là cái núm này cũng khá đặc biệt, cách điệu so với những công trình khác. Đó, rồi chúng ta mở ra cho chủ nhà xem. Đấy, rất dày dặn. Ba gian đều như vậy hết các bạn nhé. Cái màu sắc sơn của cái gỗ này thì chúng ta cũng được lựa chọn anh ạ. Đúng rồi. Trước khi mà chúng ta sơn. Đó. Thế ở đây thì mọi người có thể thấy là ở đây thì có một cái điều khác biệt so với các công trình khác là về cái phần ngưỡng cửa và phần bậu cửa anh ạ. Đúng rồi. Chiều cao vẫn thế và chiều dài rộng vẫn thế thôi. Nhưng khác một cái là ở đây chúng ta sẽ dùng toàn bộ bằng gỗ. Đúng rồi. Đấy, dạ vâng. Công trình bằng gỗ thì cái này do cái option lựa chọn của mỗi chủ nhà thôi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan nhé. Anh Hóa có thể chia sẻ về kích thước ở phía bên trong này cho mọi người tham khảo. Và phía bên trong này thì một cái điều đặc biệt khác so với các công trình khác là toàn bộ hai hệ thống cột biên là chúng ta đẩy nó vào phía bên trong. Khoe là hết cột, đúng không? Khoe hết cột và đó, rất là rồi. Đấy, và ở đây thì chúng ta cũng thêm các cái hàng cột ở phía đằng này và phía đằng trong. Thế còn ở đây chúng ta có cái chiều sâu của cái gian đứng để chúng ta lễ bái này. Nó là sâu 3m6. Đấy, 3m6 về chiều sâu. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ có cái khoảng này là 1m4 anh ạ. Đấy, và thêm được cái là khoảng hậu này, đúng không? Dạ vâng. Như thường vâng. Các bạn sẽ thấy các công trình khác thì chúng tôi sẽ không làm cái này. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng tôi đẩy ra thêm một cái khoảng hậu như thế này. Tại sao chúng ta đẩy ra cái khoảng hậu này, giải thích cho mọi người luôn là hậu chúng ta sẽ làm được những cái bẩy như này. Đúng đấy, rồi. Tiền kế hậu bẩy đây này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đẹp. Sao là rất là đẹp. Và chúng ta có thêm cái không gian để chúng ta để bàn thờ, đúng không? Dọn rất là dễ. Nó gọn hơn. Dạ vâng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái bàn thờ ở cái cấp cao nhất này chúng tôi làm rất là gọn, vừa đúng với cái khoảng cách để chúng tôi để thừa ra. Và khi mà chúng ta làm một cái phía đằng sau hậu bẩy như này này thì chúng ta sẽ làm được hai hệ thống cửa võng. Đúng rồi. Đó, cửa võng ở phía đằng sau này. Đúng rồi. Và một phần cửa võng ở phía đằng trước thì nội thất nó được tôn lên rất là nhiều. Cửa võng và kể cả câu đối, lòng mo các bạn nhìn thấy đây. Đó, thì điều khác biệt mà trang trí ở ba gian này như bạn có thể nhìn thấy là gì ạ? Ở gian giữa do là thờ gia tiên này chúng ta chỉ có thờ gian giữa thôi. Dạ vâng. Đấy, hệ cửa võng ở gì ạ? Ở hai phần hai khoang, hai đúng không? Dạ, vâng. Còn ở biên này thì chúng tôi đẩy hẳn vào bên trong. Đấy, cửa võng chúng tôi đẩy vào bên trong. Đấy. Thì tại sao nó như thế này thì phải qua rất nhiều cái quá trình làm. Đúng rồi, trao đổi. Nghiên cứu về cái mặt tâm linh nữa anh ạ. Đúng rồi. Thì chúng ta mới ra được cái phương án làm sao mà vừa phù hợp với tâm linh này mà nội thất của nó cũng đẹp. Còn nếu mà chúng ta không có cái phần hậu đằng sau kia thì chúng ta đẩy cửa võng ra đằng trước. Dạ, vâng. Đúng không? Đúng rồi ạ. Đó, thì đấy là cái khác biệt so với công trình khác các bạn nhé. Một cái phần nữa thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, cái phần đại tự của chúng ta, đúng không anh Hóa?
Đại tự lên rất cao. Có một cái phần đại tự rất là to ở phía gì ạ? Phía trên và ở gì ạ? Gian bên trong có một bức nữa. Đấy. Hai cái đại tự, một bức đại tự phía bên trong là cái cuốn thư. Đúng rồi. Cuốn thư. Nếu mà mọi người gặp được những cái đội ngũ thi công chuyên nghiệp ấy, thì họ sẽ thiết kế cho mọi người về cái những cái xà ngang, cái xà dọc con này. Đúng rồi. Ví dụ mọi người mà tìm những cái đơn vị mới làm hoặc là họ không có cái sáng tạo và không đi trải nghiệm nhiều ấy. Đúng rồi. Các bạn sẽ bị vướng một cái xà dọc con đây này. Rồi. Đấy, nên là bức đại tự nó sẽ thường là thấp. Đấy, thì cái này là do chúng ta tư vấn từ đầu. Nên chúng ta đẩy lên đại tự vào một cái cuốn thư ở phía bên trong đúng không? Đấy, nhìn có cái rất là có cái chiều sâu. Cái khác biệt nữa các bạn có thể nhìn ở đây. Đó là về phần gì ạ? Về phần tường. Tường thì chạy xung quanh rồi, ba mặt. Nhưng ấy, không sơn vàng hoặc là để cửa sổ hổ chữ thọ mà ốp gì ạ? Chúng ta ốp gạch thẻ. Gạch thẻ và không làm mạch. Đúng rồi. Và làm mạch này sơn rất là bóng ở những cái mạch này. Đấy. Đá này, cái gạch này mua về nó không bóng như này đâu nhé, chúng ta đúng phải rồi. Xử lý qua một lớp này. Để cho nó quét nó bóng lên, kể cả những cái mạch như thế này nữa. Và mạch to nó phải là chuẩn các bạn nhé. So le như thế này. Đó. Còn nhiều công trình khác thì chúng ta có thể là sơn hoặc là chúng ta gì ạ? Đi chữ thọ, cửa sổ chữ thọ. Đấy, vào phía bên dưới này thì cái điều mà để lại cho chúng ta cái ấn tượng nhất ở công trình này là về cái hệ cột. Đúng rồi. Đấy, hệ cột và những cái hệ nó nảy hẳn cột ra phía bên ngoài. Đây, là hẳn cột đấy các bạn này. Từ tim này đến tim tường thì thường cách nhau khoảng tầm 500 mili các bạn nhé. 50 phân. Công trình này đặc biệt là nó có 18 cột đấy ạ, chứ không phải 16 cột như bình thường. Đúng rồi. Dạ vâng. Đây. 18 cột các bạn nhé, kể cả cột hiên. Dạ vâng, kể cả đó. Cột hiên đấy. Rồi, cái khác biệt nữa các bạn có thể quan sát đó là gì ạ? Vẫn nói về phần chi tiết đi, anh Hóa nhỉ? Đó là phần hậu này này. Đấy, là chúng ta ốp gỗ. Rồi, ba gian đều toàn bộ là ốp gỗ hết. Các bạn nhìn thấy này. Đó, ốp gỗ và làm những cái đường chỉ chạy hoa văn xung quanh. Đấy, chỗ phần bên dưới này chúng ta không ốp khi mà chúng ta gì ạ? Đấy, cái phần bên này là để bàn thờ rồi. Nhưng mà bên này chúng ta có thể là gì ạ? Để bộ trường kỷ hoặc là sập, đúng không ạ? Dạ vâng. Làm như này thì những nó đồng cái thứ bộ đa gian luôn. Những cái thứ mà đặt trước những cái tấm vách ốp này nó nổi lên hơn. Nhìn nó rất là sang. Dạ, vâng. So với việc mà chúng ta để dạ, để không, không hoặc là chúng ta ốp gạch không. Đó. Đấy, và bạn có thể quan sát thêm cái phần dạ, kẻ hậu như thế này. Đó. Cách chúng tôi trang trí. Đây là phần ở phần phía dưới anh ạ. Đây ở phía trong mọi người vẫn nhìn thấy là cái hệ chân cột này. Và đặc biệt ở đây thì toàn bộ hệ sàn là dùng sàn gỗ luôn anh ạ. Chân cột này thì chúng ta rất là cẩn thận làm thêm một cái đường chỉ bằng gỗ bo xung quanh đá. Dạ, vâng. Chứ không thể không nguyên đá, đúng không? Và cái độ dày của đá nó cũng vừa phải thôi. Chứ không giống như kiểu đá xanh Thanh Hóa nó dày hẳn. Đó thì tùy mỗi người một sở thích. Còn dưới nền ấy thì chúng tôi sẽ ốp gỗ tự nhiên. Đó. Theo kiểu so le như thế này. Đó. Đây là cái phần gì ạ? Điện âm. Đấy, ví dụ như gia chủ muốn sử dụng là hoàn toàn nó có thể bật lên. Tránh trường hợp mà vướng víu khi chúng ta đi lại. Và một cái hay nữa là cái phần hệ điện hệ điện. Đây anh Hóa có thể đóng lại đi, đóng cửa lại. Đây. Mọi người đóng cửa lại, mọi người nhìn thấy đây những cái hoa văn hai mặt nhé. Đấy. Ở đây đó. Tại vì ạ, chúng ta sáng tạo cho gia chủ là chúng ta làm những cái đèn led. Dạ. Đấy, anh Hóa có thể thấy là đèn led ở dưới cái phần gì ạ? Phần bậu cửa đúng không? Dạ, vâng. Hắt xuống dưới. Rồi gì ạ? Phần led này hắt ở gì ạ? Ở bên hiên. Dạ. Đúng không? À bên hai bên hông. Đó. Rồi dạ, cái đèn led hắt lên trên ở những cái phần dạ, xà. Đó, hoặc là những cái đèn led hắt ở bên trong các cái gian thờ. Thì tùy từng nhà, mỗi nhà lại có một cái kiểu chơi khác nhau. Có nhà thì dùng đèn pha đúng không ạ? Dạ. Típ, còn đối với gia chủ đây thì gia chủ muốn ánh sáng nó nhẹ nhàng thì chúng tôi đi led hắt, led thanh ấy, nhưng mà hắt ánh sáng rất là nhẹ nhàng ở những cái điểm nhấn cần thiết. Mọi người có thể công nhận cho tôi không phải khen công ty đâu, nhưng mà thực ra là về những cái chi tiết nhỏ này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Đúng rồi, chúng ta phải nghiên cứu thật sâu. Được lên những cái hoa văn đấy được. Đúng rồi. Đó, và một cái nữa là mọi người có thể anh Hóa để mở ra cho sáng. Rồi. Mọi người có thể để ý đó là gì ạ? Đối với công trình này thì chúng tôi không làm hệ quạt trần giống như các công trình khác, đúng không? Ở đây chúng tôi làm hai hệ đèn này, ba cái đèn. Ba cái đèn lồng bằng gỗ luôn các bạn nhé. Đó, thế thì các bạn sẽ thắc mắc là thế thì ngồi đây mà uống nước thì nóng thì làm sao? Thì bạn thấy là chúng tôi thiết kế thì hệ gì ạ? Điều hòa. Chứ chúng tôi không sử dụng hệ quạt trần. Thì nếu mà các bạn mà muốn là đầu tư hệ điều hòa thì cũng có thể tham khảo công trình này. Ở đây nó cũng rất là thoáng, vào đây chúng ta không có cảm giác bí đâu. Đúng rồi, trên tầng 2 nữa. Trên tầng 2 đây giáp hai bên là giáp hai nhà rồi, không có cửa chữ thọ, nhưng mà phía đằng trước là nó rất là rộng này.
Cái thứ hai là thiết kế nó cột nó nảy ra hẳn ngoài như này, nó sẽ thoáng hơn, thoáng hơn rác bình thường. Đó. Đây bạn... đấy là vừa nãy là toàn bộ cái phần bên dưới và phần bên hông rồi. Rồi. Bây giờ các bạn chiêm ngưỡng về cái phần chính là những cái họa tiết hoa văn của nhà bên trên đi. Bên trên đi. Đó. Thì bạn sẽ thấy cái sự khác biệt về cái tay nghề của chúng tôi. Đầu tiên thì ạ, toàn bộ những cái xà các bạn có thể nhìn thấy này. Dạ. Đó là chúng tôi có những hoa văn ở hai đầu và ở giữa. Đây, anh Hóa có thể chia sẻ mọi người đúng không? Trừ gian biên thôi, gian biên thì thực ra là chúng ta sát cái tường rồi chúng ta không làm đúng không? Còn nếu các bạn thích làm cũng được. Thế chúng ta nói về cái hệ kết cấu trước để liên kết với cột đi. Rồi. Thứ một. Ok. Đây là những cái xà ngang và những cái xà dọc này. Đúng rồi. Đấy, nó đều ốp hai bên thì đều theo cái hình tròn elip với anh ạ. Đúng rồi. Đấy, nhìn rất đẹp ạ. Có những chỉ đó. Dạ vâng, dưới đáy thì cũng những cái hoa văn được đục chạm hết này. Tinh xảo. Thêm một cái nữa này, nếu các bạn để ý tinh ý này, tôi sẽ chỉ cho các bạn đây. Cái phần diện đòn tay anh Hóa này. Dạ, vâng. Đó, nếu như các công trình khác ấy thì họ sẽ là để trơn thôi đúng không? Đúng. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái đòn tay ở phần phía cuối này, riêng cái đòn tay phía cuối thì chúng tôi làm với hoa văn này. Đây. Đấy, ở trên cái phần phần gian cửa đấy. Đây là cái đấu sen đấy. Đó. Dạ vâng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phần đòn tay chạy xung quanh này đều có những hoa văn đúng không? Dạ. Riêng cái đòn tay cuối. Đây đòn tay to đây mọi người nhá. Đó. Đòn tay cuối. Đây, đây. Hoặc cả cái phần này đấy, ở đòn tay cuối này. Đó, thì nó sẽ sinh động hơn nếu mà mọi người để ý kỹ mới thấy cái điều này. Cái nữa là gì ạ? Mọi người có thể thấy là những cái phần đục tay của chúng tôi ở những cái hoa văn này rất là kênh bong, đặc biệt là hình khối là gì ạ? Nó rất là phù hợp với cái gì ạ? Cái tỷ lệ khung chung đúng không ạ? To hay nhỏ hay là cái độ kênh bong như thế nào nó phụ thuộc vào gì ạ? Cái form chung của cái hệ vì kèo đúng không anh Hóa? Dạ vâng, đây mọi người nhìn thấy nó kết nối với nhau vừa phải luôn nhé. Rồi. Đó. Đấy, thì trên hệ mái thì đang nói tiếp cái phần đòn tay thì chúng ta sẽ có những cái phần dui và chữ thọ. Đúng rồi. Đấy, thì những cái dui này cũng được kéo và có những cái chỉ trang trí chữ thọ thì một hàng rất dui là toàn bộ bằng gỗ hết. Và các bạn thấy là cái phần chữ thọ này nó nằm đúng ở giữa. Dạ vâng. Đấy, nằm đúng không? Khoảng cách giữa hai cái đòn tay. Đúng rồi. Dạ. Và mọi người nhìn thấy là thợ chúng tôi đều có những cái bí quyết riêng trong nghề mà không phải là thợ nào mới học cũng làm được. Đấy, phải qua rất nhiều thời kỳ chúng ta mới... Vì lắp đặt một cái hệ mái mà các bạn nhìn thấy cái hàng dui nó chạy đều như thế này. Đấy, và một cái tỷ lệ rất là cân xứng, đặc biệt là cái phần gì ạ? Phần chúng ta như nếu mà chúng ta sử dụng bằng ngói ấy, thì dạ. Gọi là ngói chiếu đấy, ngói lót. Ngói lót đấy. Dạ, vâng. Đấy, thì đây chúng tôi sử dụng lót bằng gỗ ạ. Có những cái hoa văn bằng chữ thọ rất là tinh tế, các bạn thể ý. Rồi ạ. Và tiếp đến thì mọi người có nhìn thấy là hai bên mái, đây vẫn là nhà từ đường hai mái ạ. Đúng rồi. Thì kết nối của hai mái này chúng ta sẽ có hệ thống thượng lương ở phía bên trên này. Ở giữa. Dạ vâng. Rồi. Đấy, trên đỉnh nhé. Thì thượng lương đây mọi người nhìn thấy là chúng tôi cũng để rất là to. Và toàn bộ những cái thanh thượng lương này phải được kiểm duyệt kỹ. Tại vì nó là cái sống của nhà đây anh. Đúng rồi. Và những cái hoa văn trang trí bên cạnh thượng lương rất là đẹp. Khi làm về phần gỗ này thì thường quy trình chúng tôi là chúng tôi thiết kế thống nhất với gia chủ xong tư vấn những cái nhỏ nhỏ như thế này. Dạ. Đúng không ạ? Tổng thể xong đến từng chi tiết nhỏ. Sau đó chúng tôi sẽ sản xuất tại xưởng và mời gia chủ xuống xưởng để nghiệm thu về phần thô. Dạ. Xem là gỗ đạt yêu cầu chất lượng không. Còn nếu mà gia chủ kỹ nữa thì có thể nghiệm thu từ phần gỗ thịt đúng không? Dạ, vâng. Đó. Sau đó chúng tôi đến đây mới lắp ráp. Đấy, lên để làm một cái sản phẩm hoàn chỉnh này gồm rất là nhiều các công đoạn khác nhau các đấy, bạn nhé. Đấy mới chỉ là giai đoạn thi công thôi. Đúng rồi. Chúng ta đi kiểm tra về mặt mỹ thuật cũng như về chất lượng gỗ màu sơn. Thế còn về phần thiết kế là phải cung cấp mẫu này anh ạ. À. Đúng rồi. Đấy xong là phù hợp về tâm linh không rồi nhiều thứ rất nhiều thứ mọi người nhé. Đấy còn lắp đặt gỗ nó như thế nào vừa nãy mới kiểm tra về chất lượng thôi. Đúng rồi. Thế việc xẻ này tẩm này sấy này chúng ta còn phải mang đến đây để tập hợp các cấu kiện rồi còn lắp ráp lên cơ anh ạ. Đấy, rất là nhiều khâu. Thì dần dần chúng tôi sẽ chia sẻ hết, các bạn cứ đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi nhé. Nên từ đường bằng bê tông giả gỗ và từ đường bằng giả gỗ. Thực ra các bạn nhìn qua tưởng nó giống nhau nhưng nó khác hoàn toàn. Nếu mà các bạn có điều kiện mà bạn chơi từ đường bằng gỗ ấy, thì tôi nói là không thể chê vào đầu được đúng không? Tại vì bê tông giả gỗ có nhiều cái họ những cái hoa văn hoặc những cái đường nét không thể làm được đúng không anh Hóa? Đó. Ok, thế tôi đi giới thiệu tiếp cho mọi người về nãy giờ về cái hệ mái rồi giờ chúng ta sẽ xem cái hệ chồng giường và trụ trốn ở phía bên hông này đi. Đúng rồi. Đây mọi người nhìn thấy là điểm nhấn chính giữa là cái bức tranh này. Hai đó. Bên đều có hai cái bức tranh. Rất đục rất kênh bong. Dạ vâng. Đúng không? Phong đó. Cảnh khác nhau mọi người nhé. Hệ thống đèn LED làm chiếu lên. Đèn LED chiếu lên làm nổi hơn rất nhiều. Thế phía bên trên hệ thống bức tranh này thì chúng ta sẽ có hệ là đấu sen này, trụ trốn và những cái hoa văn lá cây anh ạ. Đúng rồi. Tô điểm rất là kênh bong, các bạn để quan sát kỹ.
cái trụ trốn rất to, mọi người nhìn thấy hai bên trụ trốn rất là to đẹp này. Rồi. Đấy. Và có một cái nữa mà anh Hóa cũng lên chỉ cho mọi người về cái đòn tay. Đấy, anh Hóa để đấy đòn hai cái đòn tay ở cái hai cái gian giữa này đúng không? Dạ, chúng ta cũng làm đồng bộ hoa văn so với cái đòn tay cuối đúng không? Thôi ạ. Đấy, thì đấy cũng là một cái các bạn cũng lưu ý, cũng là một cái điểm nhấn rất là đẹp. Dạ. Đó. Đấy, còn ở chính giữa này thì nó sẽ khác biệt hơn. Nghĩa là hai cái mặt cắt ở giữa này nó khác so với mặt bên hông này. Đúng rồi. Đấy, chứ không phải là bốn mặt giống nhau đâu. Thường ấy là các bạn xem video rồi nhưng mà các bạn ra bên ngoài nhìn thực tế bạn mới cảm nhận được cái độ đẹp của nó, đúng không Hóa? Dạ vâng. Nhiều khi chúng tôi có thể là chia sẻ hoặc là các bạn nhìn qua video không thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp. Đấy, và những cái đường cong, những cái gì mà phải hiện bằng thực tế, đúng không? Chúng ta nhìn mắt bằng thực tế chúng ta cảm nhận. Đó. Nghe thì chúng tôi hiện nay cũng có rất nhiều các cái công trình trên toàn quốc. Hiện nay thì qua rất nhiều đời làm rồi. Đúng rồi. Thì chúng tôi phục vụ khắp 63 tỉnh thành. Đấy, đâu cũng có, và hiện nay thì có rất nhiều các trụ sở để phục vụ cho các bạn. Thậm chí là có rất là nhiều các công trình chúng tôi đã hoàn thiện xong rồi, các bạn có thể qua để tham quan trực tiếp, đúng không? Đấy, thì giai đoạn này là chúng ta đang làm đến phần nào rồi anh Hóa? Còn ít công đoạn nữa nhỉ? Công đoạn hoàn thiện nội thất nữa thôi anh ạ. Đúng rồi, làm lắp đốt cái phần bàn thờ ở đây là xong. Đây là một cái khám thờ mọi người nhé. Đây, khám thờ đây, mọi người để quan sát. Khám thờ. Rất là cầu kỳ, chi tiết đấy. Đây, cho mọi người nhìn hình dung về cái mức độ kênh bong này. Đó. Một bàn tay của chúng tôi luôn, 22 phân. Đục tay ấy. Ở trong này là những cái để bài vị phía bên trong. Đúng rồi. Đó. Đấy, ví dụ thờ gia tiên ấy, gia đình chúng ta thì chúng ta ví dụ ông cha hoặc các cụ mất thì chúng ta có thể để những cái bài vị và khắc tên. Đúng rồi. Luôn. Và đây là để cấp cao nhất, đúng không? Bàn thờ sẽ 3 cấp. Đấy. Ở đây thì nội thất thì gia chủ chọn là không chọn cái, chúng ta có thể làm nội thất là sơn son thiếp vàng hoặc là dát vàng hoặc là để không thôi. Ở đây thì gia chủ dát vàng chỉ thì... nhấn những cái chữ thôi. Dạ, còn đâu gần như để không, để mộc cũng làm, có cái vẻ đẹp của nó. Làm này mỹ thuật thì nó nhiều rồi, thì rồi. Tôi là với là ví dụ như thợ kêu các bạn thì thực ra mọi người nhìn một cái câu đối lòng mo như này nó cũng là một cái nguyên khối anh nhá. Rồi. Tại sao nó cong được như này, mình phải đục hết phía bên trong cái lòng mo và bỏ đi. Nó rất là tốn kém anh ạ. Đúng rồi. Đấy. Yeah, sẽ đỡ cầu kỳ. Lôm la có một cái câu hỏi nữa mà mọi người cũng hay hỏi, đó là thế thì bây giờ tôi lên chọn từ đường bằng gỗ hay là bê tông giả gỗ? Dạ, thế thì nó phụ thuộc vào cái phần tài chính của bạn. Các bạn nhá. Thực ra thì độ bền ấy của công trình các bạn cứ lo về từ đường gỗ này. Nhưng mà các bạn chọn những cái đơn vị uy tín đúng không? Dạ, thì chúng tôi sẽ chứng minh về xuất xứ gỗ này, rồi về cái chất lượng của gỗ. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi các bạn chọn những cái đơn vị uy tín thi công như chúng tôi. Còn đâu ấy, lựa chọn bê tông giả gỗ hay gỗ thì tùy thuộc vào kinh tế của gia đình. Dạ. Đấy, ví dụ như trên dưới 1 tỷ thì chúng ta lên làm bằng bê tông giả gỗ. Dạ, còn đâu chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta làm từ đường bằng gỗ cũng rất là đẹp. Tối thiểu thì nó sẽ có thể là gấp rưỡi so với cái bê tông giả gỗ. Đúng rồi, tùy option nữa. Tùy option, dạ, tùy lựa chọn. Đó, thì hy vọng là các bạn đã có thêm một cái lựa chọn, một cái tham khảo nữa về công trình mà gì ạ? Từ đường bằng gỗ lim lam phi và đặt ở trên tầng 2 của khuôn viên gia đình và thờ là thờ gia tiên. Đó. Dạ. Thì nếu mà các bạn quan tâm về từ đường hoặc là các bạn cần biết chi tiết công trình này giá cả như thế nào, rồi cần chúng tôi tư vấn để làm sao nó phù hợp với khuôn viên của bạn, phù hợp với tổng mức đầu tư của các bạn, thì có thể liên hệ chúng tôi số điện thoại bên dưới nhé. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tư vấn, trả lời quý khách hàng. Và cái sự khác biệt của chúng tôi so với những đơn vị khác là chúng tôi làm rất rất nhiều các công trình trên toàn quốc. Và hiện nay Kisato ngoài các cái mảng khác thì mảng từ đường của chúng tôi là cái mảng rất là mạnh, đúng không ạ? Và được rất nhiều khách hàng tin yêu, như bạn xem trên kênh YouTube của chúng tôi rồi. Rất nhiều khách hàng đã đi vào sử dụng, được chúng tôi thi công trọn gói, họ đã nói về chất lượng của chúng ta, đúng không? Và lời khuyên của tôi là các bạn lên làm đồng bộ từ khâu thiết kế đến khâu thi công, và sau này là chúng tôi còn bảo hành cho quý khách hàng nữa. Và chúng tôi làm nhiều thì chúng tôi sẽ có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái góp ý để chia sẻ các bạn, để từ đường của bạn đặc sắc và mang bản chất riêng của bạn hòa cùng với những cái nét truyền thống chung, đúng không anh Hóa? Dạ vâng. Và chia sẻ cho mọi người là chúng tôi không ngại về giấu những cái bí quyết làm nghề đâu. Ví dụ như các bạn tìm những cái đơn vị họ ít thì có thể họ một tay tự mình họ làm hết, nó không chuyên. Đúng rồi. Còn thôi thì hiện nay chia sẻ làm rất nhiều các công trình.
mà một người làm hết thì nó rất là lâu, không thể làm được. Ở đây là chúng tôi chia ra bộ phận xẻ sấy riêng, bộ phận hoa văn lắp đặt riêng, rất là nhiều đội có thể kết hợp vào một công trình này. Và tuyển chọn gỗ này cũng rất là lâu, thì khuyên các bạn một lời là nếu các bạn đang có ý định xây dựng ấy thì nên thiết kế các công trình từ đường này trước đi 2 tháng hoặc 3 tháng đi, đúng rồi, thì sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Cái thứ hai là để chúng ta cũng lựa chọn vật liệu nữa, như từ đường bê tông giả gỗ chúng ta có thể làm trong 4 tháng nhưng làm gỗ này nó sẽ có thể lâu hơn. Đúng rồi. Đấy thì hy vọng những cái chia sẻ chúng tôi sẽ giúp ích được cho quý khách hàng trên toàn quốc nhé. Thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ lần sau về từ đường bằng gỗ hoặc bê tông giả gỗ. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.